Bí mật thiên niên kỷ, bạn biết gì về điều bạn chưa từng biết? Cuốn sách hiếm có đặc biệt dành cho những ai muốn khám phá sự thật về ngành kinh doanh của thế kỷ 21. Tập 1: Kinh doanh theo mạng, nghề tương lai, quyển 1. Nhà xuất bản Phương Đông. Trần Trung Kiên. Kinh tế mới, chiến lược mới, xã hội mới. Quyển sách tiên phong nói về kinh doanh theo mạng đúng như bản chất của nó. Kinh doanh theo mạng, nghề tương lai là quyển sách đặc biệt thích hợp với những ai yêu thích tính đột phá, sự phiêu lưu, trải nghiệm những cảm giác mới, đi tắt đón đầu để trở thành người thành công đích thực. Cuốn sách hiếm có đặc biệt dành cho những ai muốn khám phá sự thật về ngành kinh doanh của thế kỷ 21. Trần Trung Kiên, mọi điều đều có thể. Bí mật thiên niên kỷ, bạn biết gì về điều bạn chưa từng biết? Tập 1: Kinh doanh theo mạng, nghề tương lai. Quyển 1: Đời thay đổi kể từ khi anh yêu kinh doanh theo mạng. Version 2. Bạn biết gì về điều bạn chưa từng biết? Tập 1, quyển 1: Kinh doanh theo mạng, nghề tương lai. Kính tặng cha tôi và các đồng chí trong kinh doanh theo mạng. Quyển sách chứa đựng những ý tưởng và quan niệm của riêng tôi. Tôi làm việc dựa trên các nghiên cứu về ngành kinh doanh theo mạng, chứ không phải là các công ty hay sản phẩm kinh doanh theo mạng. Tôi không có thẩm quyền nghiên cứu công ty và các sản phẩm của họ. Mặc dù đã nỗ lực hết sức cung cấp các ý tưởng và chiến lược cập nhật nhất về kinh doanh theo mạng, tôi không hoàn toàn chịu trách nhiệm về mặt pháp lý trong việc áp dụng các ý tưởng, chiến lược và phương pháp đã nêu trong sách. Tất cả các ví dụ về kinh doanh, về công ty kinh doanh theo mạng là để thực hiện hóa các ý tưởng, quan niệm, phương pháp của tôi mà không phải là để marketing công ty hay sản phẩm kinh doanh theo mạng nào. Quyển sách được bảo hộ quyền tác giả và được phát hành rộng rãi tại các nhà sách trên toàn quốc. Trần Trung Kiên. Quyển sách Bạn biết gì về điều bạn chưa từng biết, kinh doanh theo mạng, nghề tương lai đã được đón nhận nồng nhiệt như thế nào? Kho thông tin bổ ích và quý hiếm. Trần Trung Kiên là một doanh nhân trẻ, một diễn giả trẻ, một tác giả trẻ, là một người tràn đầy động lực và nhiệt huyết đối với việc đưa kinh doanh theo mạng đến với công chúng. Trần Trung Kiên là một trong những người tiên phong viết sách về kinh doanh theo mạng tại Việt Nam, hứa hẹn mang đến làn gió mới về kinh doanh theo mạng để mọi người nhận thức đúng đắn về ngành nghề này. Quyển sách là một kho thông tin bổ ích và quý hiếm cho những người chưa làm, bắt đầu làm và đang làm trong kinh doanh theo mạng. Dương Hồng Lễ, cử nhân toán 2006, nhà doanh nhân trẻ, nhà diễn giả trẻ, chuyên gia khai thác khả năng tiềm ẩn con người, Đồng Tháp. Bạn sẽ tìm thấy tương lai tươi sáng của mình. Tôi chưa làm kinh doanh theo mạng, nhưng nếu bạn đọc quyển sách này, bạn sẽ tìm thấy tương lai tươi sáng của chính mình. Lê Thị Tuyết, khoa Toán tin Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Một cuốn sách phải đọc. Nếu như sơ đồ tư duy của Tony Buzan là một cuộc cách mạng về phương pháp ghi nhớ, làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh của Adam Khu là một cuộc cách mạng về nâng cao hiệu suất cá nhân, thì bạn biết gì về điều bạn chưa từng biết tập 1 là một cuộc cách mạng về nhận thức của con người về kinh doanh theo mạng. Trần Trung Kiên, nhà sáng lập giả, tiên thuyết kinh doanh hiện đại, đã kết hợp một cách tuyệt vời kinh tế, giáo dục, văn hóa, triết học và cả toán học để hình thành nên một bộ siêu lý luận về kinh doanh hiện đại. Tác giả còn tài ba hơn trong việc biến nó trở thành một siêu thực tiễn khá sinh động, một cuốn sách phải đọc. Nguyễn Đình Truyền, chuyên gia định vị bản thân, Thành phố Hồ Chí Minh. Tầm nhìn về mô hình xã hội của tương lai. Quyển sách mang một nội dung rộng lớn, đó không đơn thuần là nói về một mô hình kinh doanh mà còn là một tầm nhìn về một mô hình xã hội của tương lai. Tạ Công Nghĩa, cử nhân tài năng khoa Toán tin Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. VIP Quảng Ngãi. Lời nói đầu, lời giới thiệu trong một ngành nghề, kinh doanh theo mạng ra đời từ những năm 30 của thế kỷ trước, được sáng lập bởi nhà hóa học Carl Renbock. Ngày nay, trải qua hơn 70 năm tồn tại và phát triển như một hình thức kinh doanh thực thụ độc lập với ngành kinh doanh truyền thống. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng có rất nhiều những ý kiến thuận chiều cũng như trái chiều về hình thức kinh doanh này. Điều gì đã làm cho ngành kinh doanh theo mạng từ chỗ chỉ có một nước phát triển thành trên
125 nước. Điều gì làm cho ngành kinh doanh đa cấp từ chỗ chỉ có một người tham gia cho đến bây giờ là trên 67 triệu người trên thế giới đang đồng loạt tiến hành làm việc trong mô hình kinh doanh này? Điều gì làm cho ngành kinh doanh có rất nhiều ý kiến phản đối này lại vươn lên như một phương thức kinh doanh thực thụ? Điều gì làm cho ngành kinh doanh bị xem là lừa đảo này lại có sức sống mãnh liệt không thể ngăn cản nổi đến như vậy? Điều gì làm cho ngành kinh doanh theo mạng phát triển xuyên quốc gia, vượt qua mọi biên giới và chấm dứt mọi phân biệt trong xã hội loài người? Điều gì đã làm ngành kinh doanh tuyệt vời này bị đánh giá sai lầm đến như vậy? Rất nhiều người lên án và cũng rất nhiều người say mê. Và còn rất nhiều nữa, nguyên nhân là kinh doanh theo mạng được truyền tải như một phương thức quá dễ dàng để thành công, trong khi thực tế thì không phải vậy. Làm việc trong kinh doanh theo mạng cũng giống như làm việc trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống. Nó đòi hỏi sự nỗ lực và sự vươn lên hoàn thiện bản thân không ngừng. Trong kinh doanh theo mạng có khi bạn còn phải làm nhiều hơn cả trong ngành kinh doanh truyền thống. Bất kỳ ngành kinh doanh nào cũng đều có những khó khăn và cũng có những thuận lợi của riêng nó. Một thực tế là có quá nhiều những con người không hiểu biết lại lên tiếng nhận định một ngành kinh doanh đòi hỏi đẳng cấp cao đến như vậy. Kinh doanh theo mạng là ngành kinh doanh dành cho những con người đẳng cấp thực sự, theo nghĩa là dám can đảm từ bỏ những cách nghĩ thông thường để vươn lên khẳng định bản thân. Thực tế, kinh doanh theo mạng là phương thức kinh doanh nhượng quyền cá nhân, trong đó nhà phân phối tiến hành lập doanh nghiệp cho riêng mình. Nếu là ngành kinh doanh hoàn hảo đến thế thì tại sao có quá nhiều ý kiến trái chiều về ngành kinh doanh đa cấp đến vậy? Điều gì cũng có lý do của nó, và đây là lý do. Kinh doanh theo mạng đầu tiên được truyền tải như là một phương thức kinh doanh làm giàu nhanh chóng. Sau đó nhà phân phối biết rằng đây không phải là phương thức làm giàu nhanh chóng. Thực chất, kinh doanh theo mạng là phương thức làm giàu bền vững và lâu dài, chứ không phải là nhanh chóng. Điều này làm cho rất nhiều người thất bại trong kinh doanh theo mạng. Hơn thế nữa, những cá nhân không biết gì về kinh doanh theo mạng, sự thật là họ cũng không biết gì về ngành kinh doanh truyền thống, nhìn vào đó mà và phê phán kinh doanh theo mạng. Ác cảm với kinh doanh theo mạng có nhiều lý do, một trong những lý do hàng đầu là có quá nhiều người thất bại trong kinh doanh theo mạng, ngay cả khi họ là những cá nhân rất xuất sắc trong truyền thống. Điều gì đã làm tôi viết quyển sách này trong khi thực tế là không mấy ai thiện cảm với kinh doanh theo mạng? Sự thật là có rất nhiều những con người muốn gạt bỏ kinh doanh theo mạng ra ngoài vòng pháp luật. Tôi nói những điều này với các nhà phân phối để các bạn không nên thất vọng khi có ai đó từ chối cơ hội mà bạn đề nghị. Rất may là những phê phán về ngành kinh doanh theo mạng thường xuất phát từ những con người thiếu hiểu biết và bảo thủ hơn là những con người thành công trong xã hội. Còn những cá nhân xuất sắc như tỷ phú Robert Kiyosaki, sinh năm 1947, nhà đầu tư bất động sản Donald Trump, sinh năm 1946, Bill Gates, sinh năm 1955, diễn giả Stephen Covey, sinh năm 1931, Tổng thống Mỹ Bill Clinton, sinh năm 1946, đều tán thành kinh doanh theo mạng. Lần đầu tiên đến với kinh doanh theo mạng, tôi thực sự bất ngờ bởi sự đơn giản của nó, một mô hình hoàn toàn tuyệt hảo dành cho những người kinh doanh. Tôi không thể tìm ra được ở đâu một mô hình kinh doanh phù hợp với thực tế đến như vậy, một mô hình kinh doanh không đòi hỏi quá nhiều vốn đầu tư như mô hình kinh doanh truyền thống và được gia tăng tài sản cá nhân vô hạn. Tôi xuất thân từ dân toán, chuyên nghiệp nên không quá khó khăn để nhận ra tiềm năng vô hạn của ngành nghề, đặc biệt là các sơ đồ trả thưởng trong kinh doanh theo mạng. Bạn bước chân vào kinh doanh theo mạng là bước chân vào nhận thức các sơ đồ trả thưởng, điều mà kinh doanh truyền thống không hề tồn tại. Các sơ đồ trả thưởng trong kinh doanh theo mạng cũng quan trọng như chế độ lương trong các công ty truyền thống. Ngày nay, khi kinh doanh theo mạng bước vào giai đoạn phát triển không thể ngăn cản nổi, chúng ta lại phải đấu tranh cho sự tồn tại đương nhiên của ngành nghề này. Tuy nhiên, sự đấu tranh đó chính là cuộc đấu tranh giành lại công bằng cho những người làm kinh doanh theo mạng, giành lại vị trí xứng đáng cho vị thế của một ngành nghề, giành lại niềm tin và cơ hội làm chủ cho mỗi cá nhân trong cuộc sống. Và cuộc đấu tranh này công khai đánh thẳng vào tư duy nhận thức của con người khi nền văn minh của nhân loại đang chuyển sang giai đoạn mới. Chúng ta phải lên tiếng và tất cả đồng lên tiếng. Hai nhỏ lời giới thiệu cho một quyển sách. Khi làm kinh doanh theo mạng có hai câu hỏi lớn mà bạn phải trả lời, đó là: câu hỏi 1, tại sao tôi phải làm kinh doanh theo mạng? Câu hỏi 2, tôi làm kinh doanh theo mạng như thế nào?
Câu hỏi thứ nhất, trả lời mất 20% thời gian quyết định nhưng quyết định đến 80% kết quả. Câu hỏi thứ hai, trả lời mất 80% thời gian nhưng quyết định chỉ có 20% kết quả bạn đạt được. Trong phần thứ nhất của quyển sách, bạn được trả lời câu hỏi tại sao tôi phải làm kinh doanh theo mạng. Trong phần này, bạn biết về kinh doanh theo mạng tồn tại và phát triển như một cây cổ thụ sừng sững, không thể công phá. Phần này trình bày 10 luận điểm hấp dẫn của kinh doanh theo mạng. Đó là 10 lý do tại sao bạn phải tham gia mô hình kinh doanh tuyệt vời này. Đó là một mô hình kinh doanh không chỉ mới về bản chất mà còn mới về các giá trị nhân văn trong ngành kinh doanh nói riêng và nền kinh tế hiện đại nói chung. Kinh doanh theo mạng là ngành kinh doanh bất khả chiến bại trong thời đại ngày nay. Trong phần thứ hai là phần chuyển tiếp dành cho độc giả chương độc nhất, câu chuyện huyền thoại về kinh doanh theo mạng, bạn biết gì về điều bạn chưa từng biết. Đây là câu chuyện liên quan mật thiết đến cách tư duy hoàn toàn mới về kinh doanh theo mạng và các quá trình sống của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Đôi khi trong giấc mơ, chúng ta mới biết cuộc đời thực là gì. Trong phần thứ 3 của quyển sách, bạn sẽ được trả lời câu hỏi tôi phải làm kinh doanh theo mạng như thế nào. Đặc biệt trong chương này, bằng cách phân tích những sai lầm mà các nhà phân phối gặp phải, tôi đưa ra những nhận định đúng đắn dựa trên 10 điều ngộ nhận trong kinh doanh theo mạng. Bằng những ví dụ và phân tích sai lầm của các phân phối viên, chúng ta học được cách làm đúng đắn thật sự trong ngành nghề này. 10 điều ngộ nhận trong kinh doanh theo mạng và 10 điều nhận thức đúng đắn để thành công trong nghề này là chương không thể tách rời của quyển sách. Đó là chương huyết mạch để bạn có thể học hỏi và thành công thật sự trong kinh doanh theo mạng. Thành công trong kinh doanh theo mạng tỷ lệ thuận với quá trình hoàn thiện bản thân của bạn. Trong phần thứ tư của quyển sách là tương lai của chúng ta, trình bày một cách chân thật các dự đoán trong thời gian sắp tới và giải thích tại sao vì sao kinh doanh theo mạng được dự đoán nghề tương lai. Thế giới ngày mai thuộc về những người có tầm nhìn hôm nay. Ba nhỏ lời cảm ơn. Tôi cảm ơn trước nhất là cha tôi, Trần Thanh Lâm, đã ngày đêm mong chờ sự thành đạt của con mà kiên tâm dạy dỗ tôi nên người. Tôi cảm ơn mẹ tôi, Võ Thị Sàng, đã không quản ngày đêm nuôi tôi ăn học trong những năm tháng khó khăn của dòng đời. Tôi cảm ơn các anh trai của tôi Trần Phú An và Trần Thanh Trung đã cùng tôi sống trong một gia đình hạnh phúc thuở ấu thơ. Tôi cảm ơn chị dâu tôi Nguyễn Thị Út đã từng là giáo viên dạy tiếng Anh cho tôi và sau này trở thành người trong gia đình. Tôi cảm ơn cô hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Tràm Chim Nguyễn Thị Bé đã từng giúp đỡ tôi và gia đình trong những năm tháng học tại trường. Tôi cảm ơn cơ sở dạy nghề Tam Nông đã dạy tôi những lớp vỡ lòng về tin học và sau này định hướng cho tôi vào khoa toán tin trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cảm ơn những người thầy cô của tôi, thầy Nguyễn Hồ Hưng, thầy Nguyễn Văn Tiến, cô Nguyễn Thị Nini, thầy Bùi Công Quyền, thầy Lê Tấn Lộc, thầy Võ Văn Ngân, cô Phan Kim Ngọc Thi, thầy Phạm Văn Đoài, cô Trương Thị Hường, Phó giáo sư Trần Bùi Xuân Hải, tiến sĩ Phạm Thế Bảo. Tôi cảm ơn các bạn thân của tôi Tạ Công Nghĩa, Nguyễn Thị Cúc, Phạm Thị Ái Trâm, Lê Ngọc Như Diễm, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Lê Nhất Quyên, Lê Nhị Quyên, Hồ Quốc Duy, Hoàng Hồng Hải, Tiêu Thanh Cẩm Tú, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lê Thúy Quyên, Lê Tấn Lộc, Phạm Nguyễn Sơn Tú, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hiếu Quân, Lê Hồng Nhớ. Tôi cảm ơn các giáo sư Dương Minh Đức, Phó giáo sư Đặng Đức Trọng, tiến sĩ Trần Ngọc Hội, tiến sĩ Nguyễn Viết Đông, Phó giáo sư Tô Anh Dũng, tiến sĩ Nguyễn Thành Long, tiến sĩ Huỳnh Quang Vũ, người đã cho tôi các kiến thức toán học hữu ích tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Tôi cảm ơn giáo sư triết học Odon Vallès, nhà vật lý lý thuyết Trần Thanh Vân, tiến sĩ Phan Kim Ngọc, giáo sư Trần Vân Khê, vì những học bổng mà tôi đã nhận thời sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Tôi cảm ơn những người thầy vĩ đại trong cuộc đời tôi, Anthony Robbins, T.H. Eke, Tony Buzan, vì các khóa học của ông đã cho tôi cách suy nghĩ mới về ngành giáo dục khai sáng. Tôi cảm ơn các anh chị đồng nghiệp đã có tấm lòng cộng tác với tôi bằng cái tâm của mình. Phạm Đăng Khoa, Đinh Tiến Thành, Nguyễn Ngọc Khoa, Trần Quốc Phúc, Tăng Trung Dũng, Hoàng Cao Khải. Tôi cảm ơn anh Dương Hồng Lễ, nhà doanh nhân trẻ, nhà diễn giả trẻ, chuyên gia khai thác khả năng tiềm ẩn trong con người, là người giúp tôi biết đến giá trị hữu ích của kinh doanh theo mạng, đồng thời là người ủng hộ tôi hoàn thành bản sách này. Tôi cảm ơn thủ lĩnh Diệp Khắc Cường, tổng giám đốc công ty
FNC đã cho tôi những bài học quý giá về cuộc sống và kinh doanh theo mạng. Tôi cảm ơn thủ lĩnh Nguyễn Tiến Dũng, công ty Noni Vina vì những audio và sách làm giàu trong trang web kinhdoanhtheomang.com. Tôi cảm ơn anh Phạm Văn Bình, giám đốc công ty Quy Việt vì sự đồng cảm và những ước vọng sáng ngời cho ngành kinh doanh theo mạng tại Việt Nam. Tôi cảm ơn anh Thái Hương Thạnh, giám đốc công ty Net Việt vì sự cộng tác chân thành và tinh thần cầu tiến của anh hy vọng đưa ngành kinh doanh theo mạng lên tầm cao mới. Tôi cảm ơn rất nhiều những người bạn của tôi thời phổ thông, đại học và sau này. Tôi đã học hỏi từ các bạn rất nhiều để có thể làm nên một Trần Trung Kiên ngày hôm nay. Tôi gửi lời cảm ơn đến nhà sách kinh tế, anh Nguyễn Văn Hà, anh Nguyễn Văn Hiếu, Mai Lanh, Vị Thanh, thầy Nguyễn Văn Dung đã cộng tác cho sự ra đời quyển sách đầy tốt đẹp. Cuối cùng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến quý độc giả đã dành thời gian quý báu cho những trang sách đầy tâm huyết của tôi, Trần Trung Kiên. Tôi đi qua cuộc sống tràn trề, một niềm tin trong những đam mê, một ý chí khát khao mạnh mẽ, một con đường tiếng gọi thiết thê. Tôi đã tiến đi lên mãi mãi, kinh doanh theo mạng đến tương lai, tôi sẽ thấy tình yêu tất cả, một ánh, một sáng, một ngày mai. Trần Hạ. Bộ sách Bạn biết gì về điều bạn chưa từng biết. Đây là quyển sách nằm trong bộ sách Bạn biết gì về điều bạn chưa từng biết. Bộ sách trình bày một tư duy hoàn toàn mới về kinh tế, giáo dục, xã hội. Tập 1. Kinh doanh theo mạng, nghề tương lai. Nói về một hiện tượng mới trong kinh doanh xuất hiện từ những thập niên 30 và sức hấp dẫn cho đến tận ngày nay. Đây là một mô hình kinh doanh lý tưởng dành cho những ai muốn làm giàu khởi đầu với một ít vốn. Thành công trong kinh doanh theo mạng xứng đáng với những gì bạn bỏ ra. Tập 2. Giáo dục khai sáng tiềm năng con người, giáo dục tương lai. Nói về một hướng đi mới của nền giáo dục thịnh hành trên toàn thế giới trong tương lai. Đó là giáo dục khai sáng tiềm năng con người. Trong quyển sách này, bằng những quy luật bất biến của tự nhiên trình bày về hệ thống giáo dục như một phạm trù lịch sử, hệ thống giáo dục ngày hôm nay khác quá khứ và lại càng không giống tương lai. Nó chỉ cho chúng ta biết rằng tại sao có hệ thống giáo dục đương thời và tại sao nền giáo dục mới lại là nền giáo dục khai sáng tiềm năng con người. Tập 3. Kinh doanh hiện đại, mô hình kinh tế của xã hội tương lai là quyển sách trình bày kinh doanh theo mạng sẽ tiến hóa lên thành mô hình kinh doanh hiện đại. Kinh doanh theo mạng hứa hẹn sẽ trở thành mô hình kinh tế của xã hội tương lai. Nó là quyển sách duy nhất trong thế giới ngày hôm nay xác nhận tiềm năng vô hạn của kinh doanh theo mạng bằng những quy luật bất biến của kinh tế, chứ không phải được nói từ những người làm kinh doanh theo mạng. Bằng những suy luận logic triết học và các bằng chứng thực tế hiện tại chứng minh tính khả thi của một mô hình kinh tế hoàn toàn mới, đó là mô hình kinh tế hiện đại. Quyển sách cho biết một quy luật trong sự phát triển của bất kỳ xã hội nào là thế giới phải thay đổi theo cách mà vốn nó đã từng là. Thế giới phải thay đổi theo cách mà vốn nó đã từng là. Tập 4. Xã hội tương lai, tự do không giới hạn, trình bày một cách có hệ thống sự hình thành của xã hội trong thời đại ngày nay. Quyển sách cho biết rằng quy luật phát triển của xã hội dựa trên quy luật của kinh tế và mục đích của con người là tự do không giới hạn. Và đó chính là xã hội của tương lai. Nó cho biết con đường phát triển của thế giới chính là con đường của sự tự do. Tập 5. Vì sao con người sai? Tôi và không phải tôi là quyển sách hệ thống các học thuyết của thế giới trên con đường phát triển của nhân loại. Những học thuyết tiến bộ hơn đánh đổ những học thuyết kém tiến bộ hơn như học thuyết nhật tâm của Copernic đánh đổ học thuyết địa tâm của Ptolemy, học thuyết di chuyển tiến hóa của Darwin phủ nhận quan điểm thần thánh của con người trong kinh thánh, hình học phi Elix của Lobachevsky là sự phát triển thực tế của hình học Olix. Elip, học thuyết tương đối của Einstein là sự mở rộng định luật vạn vật hấp dẫn của Newton và còn nhiều nữa, từ đó đặt nền tảng cho sự xây dựng một giả tiên thuyết mới trong thời đại ngày nay. Giả tiên thuyết kinh tế hiện đại do chính tôi sáng lập, Vì sao con người sai là quyển sách thú vị phân tích nhân loại trong lịch sử phát triển của mình. Hành động sai nhiều hơn đúng.
Con đường phát triển tất yếu của tự nhiên là con đường xoáy chôn ốc và trải qua các giai đoạn phủ định của phủ định. Mỗi một quyển sách trong bộ sách Bạn biết gì về điều bạn chưa từng biết làm cho mỗi chúng ta suy nghĩ con đường mà bản thân phải đi trong giai đoạn sắp tới, nhằm định hướng cuộc đời của chúng ta và cuộc đời của nhân loại. Trên con đường phát triển của nhân loại, chúng ta cần những nhà lãnh đạo đề ra chiến lược và cần những nhà quản lý đề ra kế hoạch để thực hiện một cách chính xác các chiến lược đã đề ra. Một sự thật là một chiến lược sai lầm kết hợp với một kế hoạch đúng đắn để thực hiện chiến lược sẽ dẫn đến phá sản. Đó là lý do tại sao các nhà lãnh đạo luôn được trả lương cao nhất, bởi vì họ hoạch định chiến lược với một tầm nhìn đủ lớn, một bước đi đủ dài và một mục tiêu chính xác. Trong thời đại mới cần có những nhà lãnh đạo mới với các chiến lược mới. Tập sách Bạn biết gì về điều bạn chưa từng biết cho chúng ta một bức tranh tổng thể của thế giới về kinh tế, giáo dục, xã hội. Từ đó định hướng một con đường đi với những kế hoạch chính xác, chúng ta sẽ trở thành các đại biểu ưu tú trong một thời đại. Trong thời đại ngày nay, quy tắc thành công của bất kỳ tổ chức nào đó là phải đi trước một bước. Ngày nay có rất nhiều những sự thay đổi trên con đường tiến hóa của nhân loại, dù sao đi chăng nữa cũng không thể thoát ra ngoài vòng các quy luật bất biến của kinh tế, xã hội và giáo dục. Chính vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể dự đoán một cách chính xác bước đi tiếp theo của nhân loại. Quy luật cơ bản của kinh tế đó là sự phù hợp của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất. Chúng ta biết rằng, ngày nay, lực lượng sản xuất phát triển thần tốc và đòi hỏi một quan hệ sản xuất, mô hình phân phối sản phẩm phải phù hợp mô hình phân phối sản phẩm kinh doanh theo mạng, network marketing và kinh doanh trên mạng, internet marketing là mô hình mới thỏa mãn các yếu tố của lực lượng sản xuất trong thời đại ngày nay. Điều này được trình bày cơ bản trong tập 1 Kinh doanh theo mạng, nghề tương lai và được phân tích một cách kỹ càng hơn trong tập 3 Kinh doanh hiện đại, mô hình kinh tế của xã hội tương lai. Hướng đi mới cho các tổ chức kinh tế với những người làm kinh tế là Network Marketing và Internet Marketing. Quy luật cơ bản của giáo dục là một phương thức để phục vụ kinh tế và là cơ sở để con người nhận thức về sự tự do. Do đó, khi mô hình kinh tế thay đổi thì hệ quả giáo dục phải thay đổi. Giáo dục thay đổi theo hướng phục vụ mô hình kinh tế mới, đồng thời phải thỏa mãn sự khát khao nhận thức vươn tới tự do của con người. Giáo dục giáo điều phong kiến phát triển từ giáo dục tản mạn của xã hội, chiếm hữu nô lệ, giáo dục khoa học thời tư bản chủ nghĩa, mở rộng sự tự do hơn giáo dục giáo điều phong kiến. Thời đại ngày nay là giáo dục khai sáng tiềm năng con người. Mục tiêu đầu tư vào giáo dục khai sáng tiềm năng con người là mục tiêu khôn ngoan nhất của các tổ chức giáo dục ngày nay. Vấn đề này được nhắc đến một cách chi tiết trong tập 2, Giáo dục khai sáng tiềm năng con người, giáo dục tương lai. Quy luật cơ bản của xã hội là sự phát triển của xã hội dựa trên nền tảng của kinh tế và mục đích chung của đại đa số con người. Mục đích chung của con người là hướng đến làm chủ, tự do, do đó tất yếu xã hội sẽ phát triển theo cách mà nó vốn là. Tập 4, nêu lên các vấn đề trên và giải quyết theo quan điểm triết học hiện đại. Kết luận bất ngờ là tương lai phát triển theo cách mà nó vốn là hơn là nó vốn có. Tập 5 của bộ sách Vì sao con người sai khẳng định là hãy làm theo cách mà bạn vốn là hơn là làm theo cách mà bạn vốn có. Quyết tâm đến cùng vì những mục tiêu cao cả, bạn sẽ chiến thắng. Không có điểm kết thúc cho một tầm nhìn mà chỉ có tầm nhìn về một điểm kết thúc. Hằng số duy nhất của thế giới này đó là sự thay đổi. Change.